Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu và Quyên Violet, hai chị em mình sẽ bàn luận về một cái chủ đề mới của những cái căn hộ tại khu Nam, phải không chị Quyên Violet? À đúng rồi, tại vì mình mới nghe nói là có một dự án sắp mở bán tại khu Nam rất là hot. Đúng rồi, cái chủ đề mà Phước Sửu và Quyên Violet muốn bàn luận và đưa cho một cái đánh giá cho tới tất cả quý chị khách hàng và những quý chị sale mà chạy dự án tại khu Nam, đó là căn hộ dự án Acacia Sky mở bán thời điểm này có phải là hợp lý hay không ạ? Theo chị thì dự án ở khu Nam hạ tầng đang rất là tốt, đặc biệt là trên mặt tiền Nguyễn Hữu Thọ, và sắp tới đây là sẽ thông xe cái hầm chui ngã tư Nguyễn Văn Linh thì Nguyễn Hữu Thọ, thì cái theo chị nghĩ thì thời điểm này Acacia mở bán rất là hợp lý. Chính xác. Đó là một cái câu trả lời của chị Quyên, thì Phước Sửu sẽ cùng với chị Quyên sẽ bàn luận đưa ra xem những cái lý do mà chị Quyên lựa chọn và đánh giá là căn hộ thời điểm này là mở bán hợp lý. Thì điều đầu tiên Phước Sửu có hỏi với chị Quyên Violet đó là có những căn hộ nào đang mở bán trong thời điểm đã mở bán rồi và giá cả có gọi là hợp lý hay không, và mức độ gọi là sâu âu dọ hàng như thế nào? Em nhắc thì chị mới nhớ, có nghĩa là vào thứ bảy tuần rồi, vừa thứ bảy này thôi, thì có một cái dự án ngay ngã tư Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ mở bán là La Vida Plus. Dự án này là đã bàn giao nhà rồi mà bây giờ chủ đầu tư mới mở tiếp, mở bán tiếp những cái căn hộ những vị trí còn lại. Và theo đánh giá chung thì cái dự án này gần như là sold out dở hàng. Chính xác chị. Với một cái mức giá lúc đầu rumor tầm khoảng là 45 triệu thôi phong chị. Nhưng mà mà gọi là đưa ra cái dở hàng và mở bán và có những cái căn hộ lên mức giá lên đến là 61 triệu một mét vuông chưa về đây. Đúng rồi, như có một cái căn hoa hậu, nói chung căn hoa hậu là nó được ở bán ở mức giá là 60 triệu một mét vuông. Nói chung là mức giá hiện tại là phải trên 50 triệu một mét vuông đối với căn hộ. Và một cái điều đặc biệt đối với cái dự án căn hộ này là đã có nhà rồi và thanh toán rất là nhanh luôn. Đúng rồi. Đấy, thì điều đó chứng tỏ được là thị trường căn hộ ở khu Nam được hấp thụ rất là tốt, không chị Quyên Violet? Đúng rồi em, tại khu Nam thì như chị nói từ đầu á, là hiện tại không có dự án mới và đã 5 năm rồi là không hề mở bán dự án nào hết. Rồi. Thì thứ bảy vừa rồi thì cái La Vida Plus được mở bán, khách hàng rất là thích. Thứ nhất là đã có nhà bàn giao sẵn rồi, người ta đã nhìn thấy được một cái dự án hoàn thiện chỉnh chu và người ta thích thì người ta sẽ xuống tiền mua đầu tư thôi. Phân tích về mức giá thì đối diện của dự án Acacia Sky thì còn có một dự án đang chuẩn bị bàn giao và những cái đợt bán mới nhất thì cái mức giá đã cũng khá cao rồi không chị? Thì chị có thể phân tích sơ qua về cái giá cả và cái chủ đầu tư đối diện của Acacia Sky. Đối diện Acacia Sky là dự án Celesta Rise của chủ đầu tư Capoland cũng kết hợp với Phú Long. Thì theo đánh giá của khách hàng nói chung là cái dự án bàn giao rất là làm hài lòng khách hàng. Cái giao diện bên ngoài rất là đẹp, rất là sang với tông màu xám. Và nhận bàn giao là người ta cũng rất là happy về cái nhận bàn giao. Và cách đây một năm thì với cái phần khu mới nhất là Celesta hay phong trì và chủ đầu tư đã bán với một mức giá tại khu Nam và khẳng định một mức giá và dạng như là một mức giá khá gọi là hợp lý. Thì cái mức giá và được khách hàng đón nhận và gần như sau bao giỏ hàng, mức giá của phần thô là rơi vào khoảng hơn 65 triệu một mét vuông. Rồi cách đây 2 năm là đã bán ở mức giá hơn 65 triệu một mét vuông. Chính rồi. Xác. Thì việc Acacia Sky ra hàng trong thời điểm này theo như đánh giá của anh chị và của các bạn thì như thế nào? Như đối với lại chị Quyên Violet và Phước Sửu nói là mức giá Acacia và rumor thời điểm này cũng khá hợp lý. Rất là hợp lý luôn, tại vì dự án mà Celesta Rise cách đây 2 năm cũng đã ở mức giá hơn 60 triệu rồi. Thì bây giờ Acacia dù cho bán ở mức giá 70 triệu cũng rất là hợp lý ở thời điểm này. Vì cái hạ tầng nói chung là đây là cái dự án phân khu cao, gần như cao cấp nhất của khu Nam và đặc biệt là ở cái trục đường này. Thì cái điều thứ hai mà Phước Sửu với chị Quyên Violet muốn đánh giá cho quý chị là một cái rừng gọi là đến nó rất là nhiều cái dự án cơ sở hạ tầng đang mọc lên như nấm luôn và đang chuẩn bị đưa vào và gọi là tiến trình là bàn giao, phong chị Quyên Violet. Đúng rồi, khu Nam á, thì mình được cái là mình sát bên Phú Mỹ Hưng nên về hệ thống tiện ích như là trường học,
trường học và trường học quốc tế nha, rồi siêu thị, bệnh viện quốc tế luôn, tất cả các shop house, những cái khu tiện ích ăn chơi nó đều tập trung ở tại khu Nam hết. Nên nói về khu Nam hiện tại thì không thiếu một cái gì hết. Nếu nếu để quý vị phân tích cho quý vị rõ về cơ sở hạ tầng thì mình sẽ có một video khác. Nhưng mà một cái điều mới nhất và gọi là rất là hớn hở, rất là vui cho quý nhà đầu tư, đó là luật thuế. Đúng rồi, luật thuế là được thông qua và không hề tăng. Chính xác, vẫn giữ thêm mức vẫn giữ mức cũ, nên nhà đầu tư rất là đợt này rất là yên tâm khi mà xuống tiền tiếp tục mua cho mình những cái bất động sản có giá trị. Và cái điều thứ tư Phước Sửu và chị Kim Violet muốn nhắn gửi đến quý anh chị khách hàng là mua bất động sản tại khu Nam, bởi vì là nó còn gọi là chưa hình thành một cái thành phố hoặc là lên quận mới không chị. Khu Nam thì đặc biệt là trong những năm gần đây là về hạ tầng phát triển rất là mạnh, thì hy vọng là trong 1 hay 2 năm tới sẽ phát triển, một là sẽ lên thành quận, hai là sẽ nhập thành một cái thành phố khu Nam cũng tương tự như thành phố Thủ Đức vậy đó. Lộ trình là trước năm 2025 sẽ trở thành một quận hoặc thành phố. Và theo như mọi người nghĩ thì khu Nam sẽ có lộ trình và họ có hướng phát triển như thế nào? Nhưng mà theo như Phước Sửu đánh giá, khu Nam sẽ là một cái thành phố trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh với một cái tiêu chí hoạt động đó là du lịch và cảng biển logistics. Tại sao Phước Sửu nói như vậy? Bởi vì tại khu Nam là hệ thống sông ngòi cực kỳ sông chính ngòi. Và có những cái chủ đầu tư rất là lớn như là GSENC của tập đoàn Hàn Quốc, họ sẽ về làm một cái thành một cái khu đô thị rất là lớn, và với những cái hệ thống sông ngòi như vậy thì họ có thể phát triển được du lịch. Kèm với lại đó là một cái Long An với một cái cảng nước sâu rất là lớn, nên là thu hút rất là nhiều gọi là thuyền lớn và những cái cảng gọi là nước sâu, thu hút những cái cảng những cái tàu thuyền quốc tế về để gọi là về vừa cảng biển phong trì. Nên đối với khu Nam sau này là một thành phố du lịch cảng biển thì theo quý vị đánh giá là đó là một điều rất là tuyệt vời. Đúng. Ngoài rồi ra còn có những cái cơ sở hạ tầng và những cái trọng điểm mới sắp tới sẽ được xây dựng và triển khai của khu Nam, thì chị có thể đánh giá và chia sẻ cho mọi người biết được những cái cơ sở hạ tầng sắp tới được triển khai cho khu Nam được hay không? Cơ sở hạ tầng sắp tới là cái mới nhất là như hồi nãy chị có nói là cái hầm chui giao thông rồi, và sắp tới là sẽ là tuyến metro số 4. Tuyến metro số 4 sẽ đi ngang dự án của mình luôn, đi ngang trục Nguyễn Hữu Thọ luôn. Nó sẽ kết nối được là từ khu Tây thành phố Hồ Chí Minh sang thẳng khu Nam luôn. Cao tốc là sắp hoàn thiện rồi, sắp hoàn thiện, và sắp tới là cầu Thủ Thiêm 4, tương lai là cầu Thủ Thiêm 4 sẽ kết nối từ khu Nam, quận 7 Nhà Bè hướng thẳng vào quận 2. Đúng rồi. Khi mà quý anh chị ghé về khu Nam, nó có một cái nhược điểm giống như một bản tình ca vậy đó. Đi đâu cũng thấy hệ thống lưới điện chằng chịt phong. Thì gần đây nhất có rất là nhiều thông tin tất cả những cái hệ thống đường lưới điện sẽ được hạ thế và âm xuống lòng đất. Giống như dự án GF thì của Nhà Bè thì đang triển khai khá đồng bộ và trả lại một mặt bằng rất đẹp. Dự kiến trong khoảng 5 đến 7 năm nữa, quý anh chị không cần đi du lịch Hàn Quốc mà quý anh chị có thể trở về với khu Nam và trở về với dự án CS sẽ là một cái thành phố Seoul nhỏ của Hàn Quốc ở đó. Đúng rồi em. Dạ. Còn rất là nhiều cái tiện ích, những cái cơ sở hạ tầng, và điều đặc biệt là tại khu Nam có khá nhiều cái trường đại học đang được dời về không chị? Đúng rồi, hiện tại là có ba trường đại học đang dời về khu Nhà Bè của mình á. Nó nằm ở Nguyễn Bình. Đúng. Gồm là trường Tài nguyên Môi trường, rồi trường Sư phạm Thể dục Thể thao. Yeah, còn rất là nhiều. Trong đó có những trường đại học hiện hữu như Đại học RMIT, Đại học RMIT và cái đại học trường Quốc tế Mỹ. Yeah, đúng. Đại học Fulbright cũng nó nằm ở khu Nam của mình. Đúng rồi. Một cái hệ thống sông ngòi chằng chịt, và đặc biệt là tại khu Nam có một cái quỹ đất nông nghiệp rất là đất nông nghiệp đất lúa rất là lớn. Điều này chứng tỏ tại khu Nam sẽ có những cái nhà đầu tư rất là lớn về sẽ là quy hoạch một cơ sở hạ tầng cực kỳ đồng bộ, chống chỉnh. Đi từ một cái nơi gọi là hoang sơ trở lên thì nó sẽ đồng bộ, mở rộng và có thể là lấy những cái ưu nhược điểm của những khu đô thị lớn như Phú Mỹ Hưng để hoàn thành khu Nam trở thành một cái khu đô thị chống chỉnh và hệ thống đường xá bài bản giống như những tất cả những nước phát triển trên thế giới. Điều này thì chắc chắn rồi. Yeah. Tại vì cái hình mẫu là Phú Mỹ Hưng, từ Phú Mỹ Hưng sẽ lan rộng ra. Yeah. Sẽ lan rộng hơn, tại vì đất khu Nam còn rất là nhiều, nên là khả năng xây thêm những cái dự án mới hay những cái hạ tầng mới hoàn toàn là khả thi. Yeah.
Với cung đường Nguyễn Hữu Thọ thì Phú Long ví giống như là một cái thành phố rồng, bởi vì dọc theo cái cung đường Nguyễn Hữu Thọ, trong đó có cái dự án Essentia Sky là một cái dự án nằm trên cung đường Nguyễn Hữu Thọ. Rất là nhiều dự án dọc theo con đường đó và gần như không có nhà ở hiện hữu, nên Phú Long triển khai dự án Essentia Sky là một cái cơ hội để cho quý anh chị có thể đầu tư và trở về nơi đó giống như là một cái cụm khu đô thị và khu dự án gọi là lớn nhất tại khu Nam không chị? Essentia thì chỉ là một cái dự án căn hộ nhỏ, chỉ có 424 căn thôi. Nhưng mà để xét trên diện rộng là một chuỗi đường Nguyễn Trọc, trục đường Nguyễn Hữu Thọ hoàn toàn là của chủ đầu tư Phú Long, thì bao gồm bốn cụm căn hộ và những cái dọc shop house, những cái khu biệt thự. Theo như những cái phân tích của Phước Sửu và Queen Violet thì quý anh chị đánh giá xem những cái gọi là từ hướng một chiều của hai vợ mình không? Phú Long sắp tới có thể gọi là khẳng định thị trường và có những cái chính sách chương trình mở bán để gọi là làm dậy sóng khu Nam hay không chị ha? Thì chắc chắn rồi, và quý vị khách hàng thì quan tâm thì cứ inbox chị em mình. Chị em mình sẽ cung cấp những cái thông tin mới nhất về cái dự án Essentia Sky cùng với những cái chính sách bán hàng, giá cả hay cập nhật giá cho toàn bộ khu Nam luôn, để khách hàng có thể tham khảo trong cái việc đầu tư sắp tới của mình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau nha.